Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hoàng Tiền Retest ten. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với thế giới di động đến trên tay và trải nghiệm con Realme 7 Pro hiện tại đang được phân phối độc quyền tại thế giới di động với giá là 8.990.000. Có hai phiên bản màu các bạn lựa chọn chính là màu vàng và màu xanh dương. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 khi các bạn đặt hàng Realme 7 Pro sẽ nhận được một bộ quà cực khủng trị giá là 1.790.000, gồm tai nghe Buds 1.290.000 cộng giảm giá 500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Realme 7 Pro với chip Snapdragon 720G sạc nhanh 65W Super Dark, màn hình Super AMOLED 14 camera Sony 64MP. Bên cạnh đó thì có hệ thống loa kép Dolby Atmos Hybrid, camera selfie 32MP, cảm biến vân tay trong màn hình và chất lượng được bảo chứng nhận bởi TÜV Redland. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cũng như là khám phá chi tiết hơn. Nhưng mà trước khi vô phần trải nghiệm chi tiết về máy thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm sơ qua thông số cũng như những tính năng nổi bật qua phần trải nghiệm demo ở trên máy Realme 7 Pro nha các bạn. Realme 7 Pro là chiếc smartphone tầm trung mới của Realme, máy nổi bật với mức giá hợp lý, cấu hình ổn và khả năng sạc siêu nhanh 65W. Thì như các bạn cũng đã biết thì mới đây Realme, thương hiệu con của Oppo, đã cho ra mắt bộ đôi Realme 7 và Realme 7 Pro. Thì Realme 7 mình có làm video trải nghiệm rồi, các bạn có thể coi video trước nha. Đây là hai mẫu smartphone tầm trung mới nhất của Realme. Trong khi Realme 7 là phiên bản tiêu chuẩn với các tính năng phục vụ người dùng phổ thông, thì phiên bản Realme 7 Pro lại mang tới nhiều điểm nhấn ấn tượng như sử dụng chip Snapdragon 720G, màn hình Super AMOLED hay là sạc siêu nhanh 65W nha các bạn. Realme 7 thì nổi bật với màn hình có tần số quét 90Hz, còn Realme 7 Pro thì có cấu hình và âm thanh là điểm nhấn, và đặc biệt là công nghệ sạc nhanh. Hiện tại cuối năm 2020 này thì trong phân khúc giá tầm trung có rất là nhiều dòng sản phẩm để các bạn lựa chọn. Bên cạnh Realme 7 Pro thì còn có Realme 7 nè, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Note 9S, đặc biệt là con Xiaomi Poco X3 NFC mới ra nè các bạn. Oppo thì có Oppo A92, Oppo Reno 4, Vivo thì có Vivo i50 và rất là nhiều dòng sản phẩm trong phân khúc tầm trung để các bạn lựa chọn. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá chi tiết về máy nha. Ở mặt trước thì Realme 7 Pro được trang bị một màn hình tràn viền đục lỗ kích thước là 6.4 inch. Màn hình này sử dụng tấm nền Super AMOLED cao cấp hơn so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tần số quét màn hình giảm xuống còn ở mức 60Hz truyền thống thay vì 90Hz như là Realme 7 nha các bạn. Đây là một sự rất là tiếc. Tuy nhiên, chất lượng hiển thị cũng sẽ được cải thiện với độ sống động của màu sắc. Ngoài ra, với việc sử dụng tấm nền Super AMOLED thì màn hình của Realme 7 Pro cũng sẽ hỗ trợ tính năng màn hình luôn sáng Always On Display đó các bạn. Màn hình của Realme 7 Pro có độ phân giải là Full HD cộng, sử dụng kiểu thiết kế tràn viền đục lỗ. Màn hình thì được bảo vệ bởi mặt kính cảm ứng, kính cường lực Corning Glass 3 lớp nha các bạn. Về cụm camera thì theo mình thấy thì cụm camera của Realme 7 Pro thì thiết kế có vẻ nó nhỏ gọn hơn so với dòng Realme 7 đúng không các bạn. Realme 7 thiết kế nó hơi dài một chút xíu. Bộ 4 camera Sony 64MP đa dụng và sắc nét, bao gồm xóa phông, góc rộng, macro cận cảnh và nhiều tính năng khác đến từ cụm camera, Realme 7 Pro sẵn sàng mang lại cho bạn những bức hình chất lượng nhất. Thì như các bạn cũng đã biết thì cụm camera của Realme 7 Pro thì hàng bên trái, camera đầu tiên là camera góc siêu rộng chụp lên đến 119 độ, tiếp theo là camera chính Sony 64MP. IMX682 khẩu độ f1.8 và cuối cùng là camera đơn sắc chụp chân dung phong cảnh. Bên tay phải, hàng bên tay phải đầu tiên là camera macro siêu cự lấy nét 4cm,
Và cuối cùng là đèn flash nha các bạn. Nói chung là theo mình đánh giá thì cụm camera của Realme 7 Pro thiết kế nó cũng khá là nhỏ gọn và đẹp mắt nha các bạn. Về camera selfie thì Realme 7 Pro trang bị camera selfie 32 megapixel, hỗ trợ video call thông qua ứng dụng thứ ba, xóa phông, flash màn hình, quay video HD, slow motion, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt, làm đẹp. Rất tiếc là tốc độ quét màn hình ở trên Realme 7 Pro chỉ là 60Hz thôi nha các bạn. Thực sự thì mình cũng hơi tiếc một chút xíu. Mình không hiểu sao Realme trang bị tốc độ làm tim mới của Realme 7 là 90, mà trong khi Realme 7 Pro thì lại chỉ có 60 thôi. Đây là giao diện phần cài đặt của Realme 7 Pro nha các bạn. Về cấu hình phần cứng thì Realme 7 trang bị bộ xử lý chuyên game Qualcomm Snapdragon 720G trên tiến trình 7 nanomet, có 8 nhân, tốc độ tối đa là 2.3GHz cùng chip đồ họa GPU Adreno 610 cho hiệu năng mạnh mẽ để xử lý những tác vụ nặng, có thể vô tư chiến các tựa game phổ biến như là Liên Quân, Mobi, Free Fire, Bước Mobi ở mức thiết lập đồ họa cao nhất nha các bạn. Máy cũng chạy sẵn trên nền tảng Android 10 với giao diện Realme UI dựa trên ColorOS. 8 nhân thì là 6 nhân Wacom Hero 465 Silver 1.8GHz, 2 nhân Wacom Hero 465 Gold 2.3GHz. Về tính năng bảo mật thì ngoài mở khóa bằng khuôn mặt thì Realme 7 Pro còn trang bị tính năng mở khóa bằng vân tay ở trên màn hình nha các bạn. Do là sử dụng tấm nền màn hình AMOLED, Super AMOLED nên Realme 7 Pro trang bị mở khóa bằng vân tay dưới màn hình. Ngoài ra thiết bị còn được trang bị hệ thống loa kép hỗ trợ Hi-Res Audio và công nghệ âm thanh Dolby Atmos, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho người dùng. Thì mình sẽ test game trên con này cho các bạn nha, để các bạn trải nghiệm âm thanh của nó. Đặc biệt thì thiết bị được hỗ trợ sạc nhanh Super Dark đạt công suất 65W đi kèm viên pin là 4500, cho phép sạc đầy từ 0 đến 100% trong thời gian chưa đến 35 phút mà không phải bận tâm về tình trạng nóng máy nha. Trong phân khúc tầm trung thì Realme 7 Pro là chiếc smartphone có khả năng sạc nhanh nhất thị trường. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá tấm hình mình vừa chụp ở trên con Realme 7 Pro với cụm 4 camera, camera chính là 64 megapixel. Thực sự tấm hình của nó thì cũng khá là đẹp nha các bạn. Trong thang điểm 10 thì mình sẽ cho 8 9 điểm trên thang điểm 10. Tuyệt vời. Phụ kiện đi kèm theo máy thì gồm có cục sạc nhanh, cáp sạc Type C, ốp lưng silicon và que chọc SIM. Con này thì hình như không có tai nghe nha các bạn. Về phần thiết kế với màn hình điện thoại là jack tai nghe 3.5, jack sạc Type C là ngoài. Bên phải màn hình điện thoại là nút nguồn. Bên trái màn hình điện thoại là khe SIM. Con này thì hai SIM hai sóng kèm khe chứa thẻ nhớ tối đa lên 256GB. Và cuối cùng là nút tăng giảm âm lượng nha các bạn. Hiện tại mình đang cầm trên tay đó chính là màu bạc nha các bạn. Realme 7 Pro sở hữu một thiết kế tương đối cao cấp ở phân khúc tầm trung. Mặc dù chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa, tuy nhiên Realme biết cách để ghi điểm trong mắt người dùng nhờ thiết kế mặt lưng bắt mắt. Mặt lưng này là mặt lưng nhựa mờ và mịn cho cảm giác cầm trên tay khá thoải mái, đồng thời không để lại dấu vân tay quá nhiều. Máy cũng không có cảm giác quá ọp ẹp như nhiều dòng sản phẩm của phân khúc khác. Mặt lưng của Realme 7 Pro gây ấn tượng bởi một đường kẻ dọc cắt thẳng qua chính giữa cụm camera của máy, chia mặt lưng thành hai nửa có màu sắc đối nghịch nhau. Phía dưới là logo Realme quen thuộc. Cụm camera của máy được thiết kế nhỏ gọn và không quá là lộ nha. Thực sự thì màu bạc rất là đẹp nha các bạn. Kết luận cuối cùng là nếu các bạn đang muốn kiếm một thiết bị có cấu hình ấn tượng, trải nghiệm âm thanh tốt, lại có khả năng sạc siêu tốc, hay đơn thuần chỉ là một camera selfie ảo diệu, bên cạnh đó thì kèm một cái màn hình rất là lớn Super AMOLED, thì Realme 7 Pro chính là một giải pháp lựa chọn tối ưu nha.
Ok, cảm ơn các bạn coi video của mình. Thì mình vừa trên tay và trải nghiệm Realme 7 Pro tại hệ thống thiết di động với giá là 8.990. Cảm ơn các bạn, nhớ đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình để đón xem những clip trải nghiệm tiếp theo nhé. Cảm ơn và tạm biệt.